Tình yêu và hạnh phúc giữa chiến sự Ukraine, cặp đôi quyết đám cưới giữa làn đạn vì ai biết ngày mai sẽ ra sao. Kể từ khi cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine bắt đầu, hơn 30.000 cặp uyên ương Ukraine vẫn quyết làm đám cưới, bất chấp mưa bom bão đạn. Cặp đôi nhà sĩ Anton Sokolov và y tá Anastasia Krachepfa ở Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, cũng quyết về chung một nhà, bất kể chiến sự, vì ai biết ngày mai sẽ ra sao. Những bức ảnh cưới của cặp đôi giữa bối cảnh đống đổ nát của Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraine và cũng là một trong những thành phố bị tấn công dữ dội nhất ngay từ những ngày đầu xung đột, đã được các phóng viên truyền thông trên khắp thế giới, bao gồm Front24, EuroNews và Africa News chia sẻ lại. Những tấm ảnh cưới được ca ngợi là biểu tượng của tình yêu và hạnh phúc giữa chiến sự ác liệt tại Ukraine. Cô dâu Anastasia Gracheva đã chia sẻ với hãng tin Meduza về quyết định làm đám cưới của mình với chồng giữa thời chiến và cách họ sử dụng đám cưới để thu hút sự chú ý về cuộc chiến đang diễn ra tại Ukraine. Cô dâu Anastasia cho biết, cặp đôi đã yêu nhau được hơn 2 năm trước khi quyết định làm đám cưới. Đây là điều cô đã chờ đợi và mơ ước từ lâu. Tuy nhiên, trên thực tế, trước ngày 24 tháng 2, khi cuộc chiến với Nga bùng lên, cô y tá Anastasia từng thất vọng phần nào vì chờ đợi mãi mà chàng nha sĩ Anton Sokolov không chịu ngỏ lời cầu hôn hoặc hỏi cưới. Tuy nhiên, chiến sự đã đẩy chúng tôi đến gần nhau hơn. Chúng tôi nhận ra rằng ngay cả khi thế giới xung quanh sụp đổ, chúng tôi vẫn có nhau rằng ngay khi bạn đã cống hiến tất cả sức lực của mình cho đất nước của bạn, cho người dân Kha Kíp, thì vẫn còn ai đó để chia sẻ ngọt bùi với bạn, Anastasia nhấn mạnh. Khi cuộc chiến nổ ra, Anastasia và Anton đã bắt đầu cung cấp sự hỗ trợ y tế tại nhà và họ luôn sát cánh cùng nhau khi được ai đó nhờ đến truyền thuốc hoặc thay ống thông cho họ. Chúng tôi vẫn đang giúp đỡ dân thường, nhưng trọng tâm của chúng tôi là những người thuộc quân đội và lực lượng phòng vệ lãnh thổ. Công việc tình nguyện của chúng tôi giờ đây không chỉ là một phần của cuộc sống chúng tôi mà chính xác là toàn bộ cuộc sống của chúng tôi, Anastasia cho biết. Theo cô dâu Anastasia, những việc làm thiện nguyện cùng với chú rể Anton đã khiến cô chắc chắn một điều rằng cô thực sự là người phụ nữ dành cho anh ấy và rằng anh ấy có thể tin tưởng tôi, rằng tôi chia sẻ các giá trị và thế giới quan giống anh ấy. Vào ngày 28 tháng 3, nhân kỷ niệm 2 năm yêu nhau, Anton đã tặng Anastasia một bất ngờ lớn mà cô vẫn hẳn mong đợi. Anh ấy quỳ xuống cầu hôn và nói rằng anh ấy muốn ở bên tôi lâu nhất có thể. Anastasia xúc động chia sẻ và nói thêm rằng họ quyết định cưới vào ngày 3 tháng 4, sinh nhật của cô dâu. Chúng tôi không muốn chờ đợi thêm nữa, ai biết được ngày mai sẽ ra sao. Chúng tôi biết nếu chúng tôi chờ đợi quá lâu, khả kíp quê hưởng của chúng tôi có thể không còn nữa, Anastasia chia sẻ. Theo cô dâu, bởi vì chiến sự, người dân Ukraine bây giờ có thể làm đám cưới vào cùng ngày nộp đơn xin kết hôn mà không cần phải đến văn phòng kết hôn. Theo đó mọi người có thể đến đồn cảnh sát, văn phòng nhập ngũ hoặc văn phòng bộ dịch vụ khẩn cấp để đăng ký kết hôn. Chúng tôi quyết định rằng chúng tôi không thể tổ chức một đám cưới bình thường. Chúng tôi có thể tổ chức một đám cưới thời chiến và sử dụng nó để nhắc nhở thế giới rằng Kharkiv đang bị ném bom, Anastasia nhấn mạnh.